Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Cái clip ngày hôm nay cũng gồm có là 11 cây thanh lý giá 400 ngàn nha cô chú anh chị mình ha. Sứ này thì nguyên, không bị gớt bo, không bị hư cũ luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, tại vì nó trồng nó lâu ngày quá rồi, nó cái bo nó dài quá. Vậy mình có thể xử lý là mình xả tàn, tỉa rễ để mình chơi Tết nha cô chú anh chị mình. Sứ rất là già luôn nha, trồng lâu. Cây này cũ C10 nha cô chú anh chị mình. Cây này cũ C10 luôn. Đủ các loại hoa nha cô chú anh chị mình ha. Cây này an lạc, ghép chung với lại diệu ngọc nha cô chú anh chị mình ha. An lạc ghép chung với diệu ngọc. Cũ khá là to luôn. C10. Cây này cũ quái quái nè. Quái đẹp ha. Rất là già luôn. Cây này ghép hồng ngọc vàng Betty Lady, ghép hai màu ha. Khá là đẹp luôn, quá trời rẻ luôn xứ. Rất là rẻ luôn. Cây này ghép giống gì con quên tên ha. Cây này cây không nhớ tên nha. Rồi cây này vàng. Vàng Minh Hoàng. Vàng Minh Hoàng C10. Cũ khá là già. Cây này ghép đại hồng bích. Đó. Ủ rất già nha, đại hồng bích. Lô đủ màu luôn. Rồi cây này ngọc khuê. Lô này bông đẹp đẹp không à. Ngọc khuê, cây này nguyệt cát. Nguyệt cát bo dài quá trời luôn. Đó, chậu C10. Nguyệt cát. Tấn hỷ. Ủ rất là đẹp luôn, C10 luôn. Tấn hỷ. Lô này không bị gớt bo gì hết luôn nha cô chú anh chị mình. Cây nguyên đẹp luôn á. Cây này hết gơ. Rồi, lô này 10 cây rất là đẹp luôn, củ đẹp. Củ nguyên, không bị gớt bo nha cô chú anh chị mình, không có bị lỗi gì nha. Rồi, cái lô này giá là 400 ngàn, phí ship bên người mua trả giùm nha cô chú anh chị mình ha. Rất là đẹp mà rẻ luôn nha. Tranh thủ mua nha cô chú anh chị mình. Cái này về mình xả tàn, mình tỉa rễ thì tuần sau mình trồng xuống nha. Nó sẽ cho hoa gần cho mình chơi ngay mùa Tết nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo.